lời sám hối muộn màng của một nữ đồ tể. Trong suốt hành trình đi từ Bắc vào Nam gặp gỡ, phỏng vấn, thu thập tư liệu cho thiên phóng sự đặc biệt này, tôi đã được nghe, được chứng kiến quá nhiều những câu chuyện rùng rợn, ám ảnh về nhân quả, nghiệp báo. Tôi ngộ ra rằng, cho dù cách tạo nghiệp mỗi người một cách giết người, nạo phá thai, đào trộm mồ mả, phá đình chùa, đập tượng Phật, giết mổ gia súc, quả báo mỗi người một kiểu, nhưng những nỗi khổ, niềm đau, sự sám hối, ân hận, dày vò của những người còn sống sót đều giống nhau. Có nhiều câu chuyện ám ảnh tôi đến mức khi ngồi viết những dòng chữ này để kể hậu chuyện quý vị, tóc gáy tôi còn dựng đứng, da gà sởn khắp cánh tay. Câu chuyện tôi sắp kể đây là một ví dụ. Tiền là thuốc tiên. Chị là Hồ Thị Ca, sinh ra ở một miền quê nghèo tỉnh Trà Vinh. Bố mẹ làm nông, quanh năm đầu tắt mặt tối mà nghèo vẫn hoàn nghèo. 17 tuổi, bố mẹ đã ép chị cưới chồng. Chồng chị là Trần Văn Thờ, người cùng thôn, gia cảnh bần hàn. Về nhà chồng hôm trước, hôm sau, bố mẹ chồng đã bắt vợ chồng chị ra ở riêng. Tài sản cha mẹ cho gồm 2 cái nồi, 1 cái chảo, 10kg gạo và 200.000 đồng. Vay mượn thêm anh em họ hàng, chị mua chiếc quay tàu cũ, hành nghề mua bán heo. Bóp mồm bóp miệng vài năm, trả hết nợ, gom góp được khoản tiền kha khá. Vợ chồng chị quyết định mở rộng hành nghề, vừa buôn heo, vừa giết mổ. Từ bấy kinh tế gia đình chị phát lên, chị mở luôn lò sát sinh tại nhà. Một phần giao sỉ cho các đại lý, một phần bán lẻ tại chợ. Chị kể, mỗi đêm giết khoảng 4-5 con heo. Riêng mùa cưới hay những ngày giáp Tết, do nhu cầu mua thịt heo về kho Tết lớn, nên chị giết rất nhiều, có ngày lên đến vài chục con. Sáng sớm tinh mơ, kéo từng con khỏi chuồng ra làm thịt. Heo kêu la thảm thiết, bốn chân chõi ra, bám chặt xuống mặt đất. Hình như chúng biết thân phận sắp chết của mình. Chồng chị nghiến răng, tay lầm lầm cái móc sắc nhọn, nhèo mắt, đâm đánh phọc vào cổ họng heo, rồi oằn lưng sành sạch lôi đi. Có con nặng gần 2 tạ, khỏe như trâu, vẫn kiên cường bám chặt bốn chân xuống đất. Chồng chị điên tiết, cầm chiếc búa to tủ chản, vung tay đập thẳng vào đầu. Con heo hộc lên một tiếng, ngã lăn quay. Hai vợ chồng lôi heo lên thềm xi măng. Dao bầu sáng loáng, sắc nhọn, chọc thẳng yết hầu. Máu xối ào ạt ra chậu. Có hôm, chọc tiết nhiều quá, con này chưa kịp chết, đã chọc tiết con kia. Heo chảy lòng vòng một hồi sau mới chết. Máu phường khắp sàn. Con nào mà huyết chưa ra hết, chồng chị dùng chân đạp vào bụng cho máu đổ hết ra. Mang thai đứa con đầu lòng, chị bỗng phát hiện ở cổ xuất hiện một khối u. Lúc đầu chỉ to bằng ngón tay, rồi bằng quả trứng gà. Vài tháng sau, nó to như cái bát con, khiến cổ chị lệch hẳn sang một bên. Chị lo lắm, nhưng việc giết mổ, xẻ thịt, cân đông, đếm tiền cứ quay chong chóng từ sáng đến tối, nên chị chẳng có thời giờ đi khám bệnh. Một hôm, cô bạn thân gặp chị ngoài chợ bảo: "Ca ơi, khối u ở cổ mày trông khiếp quá, mày muốn nằm chết cho nóng tiền à? Thôi nghe tao, mày đi bệnh viện khám đi, đi ngay ngày mai đi." Nghe lời bạn, sáng hôm sau, chị bắt xe khách lên bệnh viện Sài Gòn. Sau khi làm một đống các xét nghiệm, bác sĩ bảo chị về nhà mổ gà ăn mừng đi, khối u lành tính. Phẫu thuật xong 10 hôm là xuất viện được thôi. Nhưng mổ xong được 3 ngày, vết thương chưa lành, chị đã nằng nặc xin bác sĩ cho xuất viện. Về nhà hôm trước, hôm sau, chị đã xoèn xoẹt liếc dao mổ thịt. Tiền là thuốc tiên, cứ nhìn thấy tiền là tôi khỏe liền. Chị cười bảo, mang thai đứa thứ hai, chị vẫn quần quật làm từ sáng đến tối, bụng chữa to vượt mặt, chị vẫn băm chặt. Cho đến lúc chị bị vợ ói non ở chợ, chồng chị vội vã đưa chị đến bệnh viện. Bác sĩ khám thấy hết ói, đầu thai nhi gần sát với cổ tử cung nên phải dùng kéo để tách cơ tử cung. Không may mũi kéo đâm trúng đầu thai nhi, gây vết thương dài 3cm, sâu 0,5mm, máu chảy lênh láng. Bé trai khóc ngoằn ngoặt suốt ngày đêm. Thỉnh thoảng, nó lại lên cơn động kinh, chân tay co giật, sùi bọt mép, mắt trợn ngược toàn lòng trắng như mắt lợn luộc.
Vì thế mặc dầu sinh con trai mà chị buồn nấu ruột. Mỗi lúc nó lên cơn động kinh là chị lại trào nước mắt. Nhiều đêm thức trắng ôm con, chị nghĩ chẳng lẽ vì sát sinh mà trời quá báo mình chăng. Xong chị lại tự nhủ, nhưng đầy người hành nghề giết mổ như mình mà con cái họ vẫn khỏe mạnh, gia đình vẫn giàu có sung túc đấy sao. Vả lại nếu ai sát sinh cũng bị báo oán thì ai còn dám đi mổ lợn giết gà cho thiên hạ xơi hàng ngày. Loài người có mà chết đói hết, người chồng trở chứng. Lọ mọ thức đêm chăm con, lại buồn rầu lo lắng nên sức khỏe chị suy sụp, người gầy yếu, da xanh nhớt, thường xuyên đau đầu chóng mặt. Một lần đang ngồi trên giường giữ chặt chân tay thằng bé lên cơn co giật, máu trong người chị đổ ra ướt sũng chân ga, máu đỏ bầm lên láng. Chị say sẩm mặt mày rồi ngã gục. Gia đình vội vã đưa chị đi cấp cứu. Bác sĩ kết luận chị bị băng huyết sau sinh và u nang buồng trứng, nên tiến hành các phương pháp cầm máu và hồi sức tích cực, truyền dịch, truyền máu. Sau khi ổn định, bác sĩ tiến hành cắt bỏ toàn bộ buồng trứng vì khối u lớn, lại là u ác tính. Chồng chị buồn ra mặt. Gia đình anh ba đời là độc đinh. Ở quê anh, tư tưởng trọng nam khinh nữ còn nặng nề lắm. Không có con trai nối dõi tông đường, rất tủi hổ. Cả làng dè biểu, cái nhà thằng ấy ăn ở thất đức, nên trời Phật quả phạt, bắt đẻ toàn đàn bà con gái. Đi ăn cỗ đám cưới hay việc làng, phải ngồi mâm dưới, không được ngồi mâm trên. Vì thế, lúc nào chồng chị cũng khao khát để thêm thằng cu. Đứa trai này suốt ngày ốm đau, xài điện, tuần lên 3-4 cơn động kinh thì hy vọng cái nỗi gì. Kể từ bấy, anh thay tính đổi nết, trở thành người khác hẳn. Anh lao vào rượu chè, cờ bạc hút sách, gái trai, hễ uống rượu vào là say, say là đập phá tanh bành, đấm tát chị, rủa nguyền chị là đồ ăn ở thất đức nên mới tịch đường sinh đẻ. Cờ bạc thì đủ ngón nghề, tổ tôm, sóc đĩa, đề đớm, pizza, chơi toàn thua, thua là mò về nhà sinh sự. Bắt chị phải đưa tiền đi chơi tiếp để gỡ. Không đưa, hắn túm tóc chị, lôi sành sạch ra cái ao trước cửa nhà, nơi chị ngày ngày làm lồng lợn, dầm đầu chị xuống, uống no nước, đến bao giờ chị rút tiền ra đưa hắn mới tha. Nhiều lần, hắn vác dao bầu mổ lợn, đuổi chị khắp sân ra ngõ, đội cắt tay chị, chọc tiết chị. Chứng kiến cảnh bạo lực kinh hoàng ấy, mẹ chồng chị chỉ biết kêu trời, kêu bớ làng bớ nước, đến giải cứu chị. Nhiều lần bà bảo chị, ca ơi, mẹ nghĩ hay là thần thờ bị ma trêu, quỷ nhập, vì chỉ có ma quỷ mới hành hạ, đánh đập vợ như thế. Nó bản tính vốn là đứa hiền lành, yêu vợ thương con cơ mà. Con nên mời pháp sư về nhà, làm lễ trục phong cho nó. Chứ cứ kéo dài cảnh này, có ngày nó giết con mất thôi. Nghe mẹ nói vậy, chị biết bưng mặt khóc. Trên đời này làm gì có ma quỷ, chỉ có ma miên, ma cờ bạc thôi mẹ ơi. Chồng bỏ bê việc nhà, gánh nặng gia đình, đổ dồn lên vai chị, giết mổ, xẻ thịt, bán mua, một mình tay chị lo liệu. Thường còn giàu phát phả, bà mẹ chồng ngoài 70 tuổi, sáng sớm tinh mơ, vẫn lọ mọ xuống bếp, nấu chảo nước sôi, quét dọn lò mổ đỡ đàn chị. Cho đến một lần, chừng 4 giờ sáng, mắt nhắm mắt mở bước vào bếp, trong làn hơi nước sôi nghi ngút, chị hét lên khi nhìn thấy mẹ già nằm phục đầu trong chảo nước sôi sùng sục. Tấm tóc nhấc đầu bà ra, tay chị nhẹ hẳn, cả mảng tóc bong ra khỏi đầu. Thủ cấp bà trắng bợt, chị ngã lăn ra đất, ngất liệm. Cái chết của bà gây xôn xao cả làng. Người ta bảo, những người hành nghề đồ tể, không sớm thì muộn, cũng bị quả báo. Nghe vậy, chị ức lắm. Mẹ chồng chị ăn ở nhân đức, cả đời đầu tắt mặt tối làm lụng, lo cho chồng cho con, chẳng bước ra khỏi lũy tre làng. Ông trời nào nỡ quả báo mẹ. Đám tang mẹ, chị giết mổ liền 5 con heo để cúng mẹ và làm tiệc thết đãi bà con lối xóm đến làm giúp. Bữa chiều, chị lên chùa làng thỉnh sư cô đến nhà làm lễ tụng kinh. Nhìn thấy 5 cái thủ heo dàn hàng ngang trên bàn thờ, sư cô gọi chị lại giảng giải.
ai chết cũng mong muốn linh hồn được siêu thoát về cảnh giới tiên Phật. Cô giết mổ nhiều như vậy sẽ tạo thêm nghiệp chướng, người chết sẽ rất đau khổ vì bị đầu thai làm kiếp súc sinh để trả nợ, còn người sống cũng bị quả báo rất nặng. Không hiểu sao, vừa nghe sư cô nói vậy, chị bỗng bủn rủn tay chân, một luồng khí chạy dọc từ chân đến đỉnh đầu. Một luồng khí chạy dọc từ chân lên đến đỉnh đầu khiến chị rùng mình, sợ hết cả da gà. Chị bật khóc vì ân hận. Mẹ chồng chị cả đời vất vả, nay bà mất, chị giết tới 5 con heo để báo hiếu lần cuối với bà. Không ngờ lại là báo hiếu. Chị liền nhờ sư cô tổ chức cúng trai tăng hồi hướng cho mẹ. Suốt 49 ngày, ngày nào chị cũng đến chùa để tụng kinh hồi hướng cho mẹ và nghe Phật Pháp. Chị quy y Tam Bảo với pháp danh Diệu Minh. Có điều, vì mưu sinh, chị vẫn chưa đoạn tuyệt được với nghề đồ tể. Hàng ngày, chị vẫn phải tay dao, tay thớt giết mổ, băm chặt. Tai họa kinh hoàng giáng xuống đứa con trai. Một đêm cuối năm 2005, chị nằm mơ thấy chồng chị lôi một con heo lên bàn chọc tiết. Quăng xuống nhìn kỹ, hóa ra con trai chị. Giật mình tỉnh mộng, người chị ướt đẫm mồ hôi. Chị vô cùng lo sợ, hoang mang, không biết giấc mơ kinh hoàng kia là điềm báo gì. Phát phẩm âu lo suốt cả tuần. Cho đến một buổi chiều, chị đang tắm rửa, kỳ cọ cho cậu con trai 5 tuổi, vẫn thường lên cơn co giật, động kinh. Chồng chị thất thiểu từ đâu mò về, chẳng đoạn bước lại gần chị, giọng lè nhè, phá đầy mùa rượu. Mày đưa tao ít tiền, tao đi gỡ. Chị tấm tức, làm gì có tiền mà đưa. Ông suốt tháng quanh năm đi bù khú rượu chè, đĩ điếm, bài bạc. Tôi tất tả ngược xuôi kiếm sống để nuôi cái nhà này. Kiếm đủ miếng ăn nhét mồm là phúc, tiền đâu ra mà còn cống nạp cho lũ nghiện. Vừa nói dứt lời, chị bỗng thấy một đường dao sáng lóa vung lên. Chị vội né người, phập, nhát dao đâm trúng cổ con trai chị. Máu phun ra như suối. Vài phút sau, nó chết. Chị ngất liệm đi. Còn chồng chị gục mặt xuống ngực con trai, ướt sũng máu, học lên từng tiếng. Cái chết của con đã giúp chồng chị tỉnh ngộ, đoạn tuyệt với rượu chè, cờ bạc, gái gú. Anh ở nhà xuất phát lại việc gia đình. Cuộc sống yên bình kéo dài được chừng một năm. Một hôm đi ngoài, chị ca thấy ra máu, những cơn đau bụng quặn thắt như ai cắt ruột gan. Có ngày đi 3-4 lần, cấp độ đau bụng ngày càng tăng, máu ra càng nhiều. Người chị gầy rộc, anh Thờ đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy khám. Bác sĩ kết luận, chị bị ung thư trực tràng, cần phẫu thuật gấp và truyền hóa chất một thời gian. Chị ca kể, đó là những ngày tháng khủng khiếp nhất trong đời chị. Lao động chân tay từ nhỏ, có sức khỏe đó, thế mà lúc truyền hóa chất, chị không ăn không ngủ nổi, cứ gan vào lại nôn ra, người nhũn như con chi chi. Giữa mùa hè nắng nóng như đổ lửa mà chị vẫn phải quấn chăn, người lúc nào cũng co rúm vì lạnh. Miệng lở loét, khô đắng, chân tay bụng rủng, thâm đen. Thân chị còn da bọc xương, chưa có loại thuốc nào mà lại có khả năng quật ngã con người ta nhanh và dã man như thế. Nhiều người bị bệnh ung thư, khi điều trị hóa chất được 1-2 lần, họ xin từ chối về nhà chờ chết vì không thể chịu nổi tác dụng phụ của hóa chất. Có lần, chị bị ngộ độc hóa chất nặng. Chị có muốn từ bỏ không đến bệnh viện làm hóa chất vì sợ lắm. Nhưng nghĩ đến con nhỏ, chị lại cố gắng. Bác sĩ đề nghị chị điều trị 4 chu kỳ hóa chất, nhưng đến chu kỳ thứ 2, sức khỏe chị đã kiệt quệ, lại thiếu máu trầm trọng, nên bác sĩ cho chị về nhà nghỉ dưỡng một tuần. Đêm đó, trằn trọc mãi không ngủ được, đến gần sáng, mệt quá, chị thiếp đi. Trong giấc ngủ chập chờn, chị mơ thấy mình đi ra chuồng nhốt lợn sau nhà. Chị bỗng nghe tiếng gọi, con ơi, lại thắng mùng cho mẹ đi con, mũi cắn mẹ dữ lắm. Chị nghe rõ đó là tiếng mẹ chồng chị, nhưng bà chết rồi cơ mà. Đưa mắt nhìn quanh, không một bóng người. Chị thấy con heo to lông trắng, có mấy đốm đen ở lưng. Chị rần rợn tiến lại gần, heo lại nói, thắng mùng cho mẹ đi con, bữa giờ không có mùng, mũi cắn mẹ quá con à, mẹ đã thành heo rồi. Chị sợ hãi giật mình tỉnh giấc. Sáng sớm, chị gắng gượng đi bộ ra vườn sau nhà, nơi có chuồng heo. Chị giật nảy mình, một con heo to chừng hơn một tạ,
lông trắng, đốm đen đang nằm trong chuồng y chang trong giấc mộng. Chị chợt nghĩ đến lời nói của sư cô chùa làng trong đám tang mẹ chị. Giết heo cúng tế thế này, người chết phải đầu thai làm heo để trả nợ. Chị bèn đến gần, vuốt ve heo, niệm Phật mà rơi nước mắt. Buổi tối hôm ấy, trong lúc ngồi tụng kinh dược sư, con gái chị báo rằng con heo đã bỏ ăn và chết. Chị òa khóc. Bỏ dở buổi tụng kinh, chị nhờ chồng chở xe máy lên gặp sư cô ở chùa. Chị nghe kể lại giấc mơ con heo trắng đốm đen. Sư cô bảo, giáo lý Phật giáo cho rằng con người sau khi chết, nếu chưa hết duyên nợ, sẽ đầu thai trở về phàm trần. Theo luật nhân quả, nếu khi sống làm được nhiều việc tốt, sẽ đầu thai làm người ở nơi sung sướng. Nếu có tội, sẽ phải đầu thai làm súc sinh, trong đó có lợn. Trong thế giới Phật giáo đã có nhiều nghi án người đầu thai làm lợn. Câu chuyện nổi tiếng nhất được ghi chép rõ ràng về người đầu thai thành lợn là câu chuyện xảy ra ở huyện Thái Hưng, Giang Bắc, Trung Quốc. Chuyện rằng, tại huyện Thái Hưng có một người tên Thi Khánh Trung, không nghề nghiệp, tính tình hung hãn hay ức hiếp gian lành, khiến cho những người dân quanh vùng sợ hãi, xa lánh. Năm 1923, Thi Khánh Trung đột nhiên bị bệnh nặng, phải nằm liệt giường, tính mạng leo lét như ngọn đèn dầu trút gió. Đúng lúc ấy, có một vị hòa thượng tên là Văn Thủy đi qua huyện Thái Hưng. Nghe người dân kể, hòa thượng biết được tình cảnh của Thi Khánh Trung, liền động lòng thương xót, tìm đến và nói với anh ta rằng, anh từ ngày không có việc xấu nào là không làm, tỏ lỗi chồng chất. Này sắp đến lúc phải chịu báo ứng, tốt nhất anh hãy mau hối cải để bù đắp lại những tội lỗi đã gây ra. Nếu không, sau khi chết, chắc chắn sẽ bị đầu thai làm kiếp lợn. Thì Khánh Trung biết bệnh mình vô phương cứu chữa, sẽ không sống được lâu nữa. Nghe vị hoàng thượng nói vậy, thì hoảng sợ vô cùng. Những việc ác đã làm, nay dù có hối hận cũng đã muộn. Nhưng nghĩ đến việc kiếp sau sẽ bị đầu thai thành lợn, thì Khánh Trung thấy không cam tâm, nên liền miễn cưỡng chắp bàn tay trái lên trước ngực, làm ra vẻ ăn năn. Vị hòa thượng đứng bên cạnh thấy vậy than rằng, thật đáng tiếc, đáng tiếc. Anh chỉ lễ Phật bằng một tay, khó tránh khỏi số kiếp làm lợn. Đây là nhân quả. Dù vậy, tay trái của anh có thể được miễn, không phải làm kiếp lợn. Ngoài ra, anh còn có thể tránh được nghiệp bị giết hại. Mấy ngày sau, thì Khánh Trung qua đời. Người dân ở Thái Hưng ai cũng vui mừng vì kẻ gian ác chuyên ức hiếp họ đã chết. 7 ngày sau cái chết của Thi Khánh Trung, nhà hàng xóm sát vách là Thái Đại Trụ có một lứa lợn ra đời, trong đó có một con rất kỳ dị. Chân trái trước của con lợn này có hình dạng và kích thước giống y như bàn tay trái của con người, có các ngón tay và cả móng tay. Khi con lợn này đi lại, bàn chân trái không bị chạm xuống đất mà luôn ở tư thế chắp tay. Mỗi người nhìn thấy con lợn này liền nghĩ ngay đến câu nói của hoàng thượng Văn Thủy. Thế là tin tức về con lợn tái sinh từ tiền kiếp là Thi Khánh Trung trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của người dân huyện Thái Hưng. Người nhà Thi Khánh Trung thương xót nên đã bỏ ra một số tiền lớn mua con lợn này về, rồi mang đến chùa Bảo Hoa ở thành phố Tịnh Hải phóng sinh. Có một điều kỳ lạ là mỗi lần có người đến vườn chùa tham quan, con lợn này liền lẩn trốn vào giữa đàn lợn, như thể nó không muốn bị ai nhìn thấy. Hiện tượng kỳ lạ này càng khiến cho người ta tin rằng con lợn chính là Thi Khánh Trung đầu thai. Nhiều người đã đến chụp ảnh con lợn và treo nó ở khắp nơi như một sự nhắc nhở về nghiệp báo, để khuyên mọi người sống tốt, làm việc có ích cho đời. Sám hối. Câu chuyện của sư cô khiến chị Ca ám ảnh mãi không thôi. Chị lên Sài Gòn điều trị tiếp. Một hôm, thay vì nằm trong phòng lưu bệnh, chị ra ngoài Bắc phố. Chị cứ đi lang thang, chân chị bỗng dừng bước trước cửa một ngôi chùa ở quận 10. Vào lễ Phật, không ngờ chị lại gặp sư trụ trì. Không biết duyên cớ sao, chị kể hết cuộc đời mình cho sư thầy nghe. Thầy bảo, con đã thấy gieo nhân nào gặt quả nấy chưa? Chị đến khi bị ung thư, mổ xẻ, đau đớn rên la mới biết nỗi khổ đau của chúng sinh hàng ngày bị con hành hạ giết chóc. Nghiệp báo đến không thể trách ai,
Tự mình làm, tự mình chịu, làm khổ lây đến con cái, ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Khi con giết con vật, nó đau đớn cùng cực. Con sợ chết, nó cũng sợ chết vậy. Nó oán hận tràn ngập và thần thức của nó cứ lảng vảng xung quanh con, chờ báo oán. Chỉ có tu hành, niệm Phật, ăn chay, phóng sanh hồi hướng cho các chúng sanh đó thì mới ra có chút lợi ích. Nghe thầy giảng, chị bắt đầu hiểu rõ lý do vì sao mình bệnh ung thư, vì sao mẹ chồng, con trai chị chết đau đớn, tức tưởi, gia đình chị không hạnh phúc. Chị bắt đầu chấp nhận quả báo, thay vì rên la ai oán như những bạn bệnh cùng phòng. Chị chăm chỉ niệm Phật, mặc dầu mỗi lần truyền hóa chất trong người nóng nảy bứt rứt, rất đau đớn, khổ sở. Người nhà bệnh nhân cùng phòng thấy chị mộ đạo Phật, bèn tặng chị cuốn kinh Nhân Quả Ba Đời. Đọc đến trang 26, miêu tả chuyện những con heo kể cho một vị tăng nghe. Lúc người ta đâm trói, giết thịt nó, làm nó đau đớn, uất hận, rên la, van xin như thế nào, chị òa khóc tức tưởi. Rồi chị đọc cho chồng nghe, chị khấn Quan Âm Bồ Tát độ cho chị, giúp chị có cơ hội quay trở về làm một con người tốt, không sát sanh hại vật, lo tinh tấn tu hành, lấy công đức để hồi hướng cho những chúng sanh từng bị chị giết hại. Từ đó chị quyết định ăn chay trường, từ bỏ nghề giết heo, chăm chỉ tu hành niệm Phật. Tâm chị không còn lo sợ, hoang mang, đêm ngủ không còn gặp ác mộng. Hàng ngày đọc cuốn Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư của Pháp Sư Đạo Chứng, chị càng tin vào Phật Pháp nhiệm màu. Pháp Sư Đạo Chứng từng là một bác sĩ nổi tiếng, bác sĩ Quách Huệ Trân, chuyên điều trị bệnh ung thư. Nhưng sau đó, Pháp Sư cũng mắc căn bệnh chết người này. Bằng phép nhiệm màu của tụng kinh niệm Phật, Pháp Sư đã thoát khỏi bàn tay của tử thần và đã giúp đỡ nhiều người vượt thoát. Cuốn sách Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư là những lời dạy vô giá và những kinh nghiệm tuyệt vời để chiến thắng ung thư của Pháp Sư. Trong đó có 4 bài chia sẻ tâm đắc của các giáo sư, bác sĩ, đều là những người có kinh nghiệm chiến thắng bệnh tật. Tất cả đều là bệnh nhân ung thư. Thực hành theo những lời dạy đó, mỗi lần tụng kinh, chị lấy tay xoa nhẹ trên bụng dưới, vị trí của khối u trực tràng đã cắt bỏ. Và kỳ lạ thay, chị bớt đau dần, da dẻ hồng hào, tóc mọc trở lại, ăn ngon ngủ kỹ. Sự nhiệm màu phò pháp này đã làm chuyển hóa cả gia đình. Chồng chị giờ cũng quy y Tam Bảo, tu hành niệm Phật, thân tâm bình an, cuộc sống ổn định. Qua tôi, chị muốn gửi lời nhắn nhủ đến những ai đang còn hàng ngày hành nghề sát sinh hại vật. Xin chân thành sám hối những tội lỗi đã gây ra cho các chúng sanh. Xin hãy chuyển nghề khác, đừng giết hại chúng sanh. Không chỉ có hại cho bản thân mình mà còn cho những người thân bên cạnh nữa. Nhân quả không sai đâu các vị ạ. À, từ bài học đau đớn của đời mình, chị cũng muốn gửi lời nhắn nhủ đến quý bạn đọc báo Tuổi Trẻ và Đời Sống. Hãy cố gắng ăn chay. Người ăn mặn khi ăn làm sao biết được miếng thịt mình đang ăn, biết bao nhiêu oán hận không cùng của súc sanh. Từng thớ thịt do sự sợ hãi, oán hận tràn ngập khắp các tế bào, bệnh tật cũng từ đây mà ra. Mình ăn thịt chúng sanh thì quả báo bệnh tật hành hạ thân thể đau đớn. Cố gắng phóng sanh, sám hối nghiệp chướng bằng cách tụng kinh, niệm Phật, lễ Phật để tạo phước lành. Tiền làm dẫu có giờ bao nhiêu đi nữa mà sát sanh năng thịt hoài thì bệnh tật triền miên, cuộc sống nào có sung sướng gì, có sung sướng gì, có sung sướng gì, có sung